Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Nguyên Dương Bất Động Sản. Và hôm nay Dương đang có mặt tại con đường Tô Hiệu rộng 22m, vỉa hè của nó đang là 4m nha mọi người. Thì Dương đang có một căn nhà đang cần bán tại mặt đường này. Thì giá của căn nhà này Dương sẽ tiết lộ ở cuối video. Thì với diện tích là 60m² và ngang 4m, thì mọi người cùng theo chân Dương đi vào thăm căn nhà này nha. Đầu tiên sẽ là không gian phòng khách. Và ở phòng khách chúng ta sẽ có một bức tranh mẹ đéo thành công cực kỳ đẹp. Và đây sẽ là cái nội thất mẹ đáng giá nhất trong cái căn nhà này, mà khi anh chị mua căn nhà này thì anh chị sẽ nhận được. Và đối diện chúng ta sẽ có khu vực để tivi và kệ đựng rượu cũng như là đồ trang trí ha. Trong nhà thì được ốp gỗ rất là nhiều. Đó, mọi người có thể thấy không gian tông màu chính của chúng ta là sẽ là màu nâu và màu trắng hơn mọi người. Rất là cổ điển nhưng mà vẫn mang tính rất là hiện đại luôn. Đi tiếp ra phía sau, chúng ta sẽ đến khu vực nhà bếp nha mọi người. Thì cái khu vực này là khu vực chế biến đồ ăn cũng như là nấu nướng. Mọi người có thể thấy là cái bàn được ốp đá toàn bộ ha. Và chúng ta có một cái bể cá rất là đẹp ngay cái chỗ lavabo để rửa chén. Và chúng ta có một cái hệ thống tủ rất là chắc chắn và nó đi chung với cái tông màu mà căn nhà của chúng ta đang có, đó là màu nâu. Ở trên thì chúng ta có một cái quạt trần được trang trí hoa văn thì rất là đẹp luôn. Thì cái lan can của cầu thang á, chúng ta có một cái trụ gỗ nguyên khối nha, được chạm khắc rất là tinh tế luôn đó. Và bên cạnh cầu thang chúng ta có một bức tranh cũng như là chùm đèn để chúng ta thắp sáng cái khu vực cầu thang. Và ngay bên cạnh, ở bên dưới cầu thang, chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh. Và cửa nhà vệ sinh thì toàn bộ bằng gỗ và tay nắm thì mạ đồng, rất là đẹp và cực kỳ sang trọng ha, theo một cái phong cách châu Âu rất là cổ điển. Vào bên trong thì chúng ta sẽ có cái lavabo và cũng như là một tấm kính rất là lớn. Wow. Lavabo là lavabo đá, vòi thì được mạ đồng. Mọi người có thể thấy là mọi thứ nó rất là chỉnh chu luôn. Đây là vòi sen. Hệ thống thì chúng ta sẽ có hệ thống nước nóng, nước lạnh, năng lượng mặt trời ha mọi người. Và đây là khu vực toilet ha. Rồi, một rất là đầy đủ luôn và rất là chỉnh chu và sạch sẽ. Rồi, ở trên tầng 2 chúng ta sẽ có một phòng rất là lớn. Phòng này có thể chúng ta sử dụng là phòng khách ở trên, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng làm phòng ngủ và là phòng ngủ master. Tại vì bên cạnh chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh có luôn cái bồn tắm bên trong, rất giống một căn bin house đúng không mọi người. Thiết kế thì rất là hiện đại, rất là sang trọng luôn đó. Nội thất bên trong này rất là đẹp, mọi người có thể thấy chủ người ta trang trí, người ta bỏ các thiết bị nội thất vào rất là chỉnh chu luôn. Và ngay bên cạnh thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ phía bên ngoài. Phòng ngủ này sẽ có một giường rồi và một nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ. Mọi người cũng có thể thấy là bên trong căn nhà này á, toàn bộ trần á, đều là trần thạch cao, được trang bị đèn này rất là đẹp luôn. Rồi và phía bên ngoài của chúng ta á, chúng ta sẽ có bàn trang điểm, kệ bỏ đồ cũng như là một cái tủ đồ âm tường nha, tiết kiệm tối đa không gian bên trong cái căn phòng ngủ này luôn nha mọi người. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi lên tầng trên, tầng 3. Và ở trên tầng 3 chúng ta có một căn phòng mặt trước thì rất là đẹp. Phòng này thì rất là nữ tính, phòng này rất thích hợp cho các bạn nữ ha. Và ngay bên cạnh thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh bên ngoài. Và nhà vệ sinh này sẽ sử dụng chung với các thiết bị nội thất bên trong, thì cũng tương tự các nhà vệ sinh mà Dương đã quay qua cho mọi người. Thì theo phong cách là châu Âu, đồ thì sẽ là mạ đồng, rất là đẹp, rất là sang trọng. Tường thì ốp keo đến trần, ốp gạch keo đến trần, cực kỳ sạch sẽ luôn. Và đây là căn phòng ngủ bên cạnh cái phòng vệ sinh vừa rồi. Đó, thì hiện tại là căn này đang để trống, chưa có làm gì hết mọi người. Thì chỗ này chúng ta có thể là sử dụng làm phòng ngủ hoặc là làm một phòng làm việc. Và ngay bên cạnh cầu thang chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ nhỏ và có toilet bên trong phòng ngủ luôn. Đó, không gian cũng rất là rộng luôn mọi người. Và ở bên trong chúng ta sẽ là nhà vệ sinh ha. Đó. Các nội thất này đều được trang bị rất là chỉnh chu và cực kỳ sang trọng. Cái toilet này á thì nó được trang bị một cái vòi sen cực kỳ đặc biệt luôn. Và nếu các anh chị đã đi khách sạn, các khách sạn 5 sao cao cấp,
thì nhiều khi mọi người sẽ biết sử dụng cái vòi sen này ha. Rồi và bây giờ Trương sẽ tiết lộ giá của căn nhà này cho mọi người. Thì với diện tích là 60m² thì chủ đang chào bán căn nhà này với giá là 7.600.000.000. Và mọi người cũng có thể thấy rằng là nội thất bên trong căn nhà nó cũng phải mất đến từ 500-600.000.000 cho toàn bộ nội thất như thế này. Đó, thì mọi người bỏ tiền ra với mặt tiền đường tô hiệu thì với 60m² thì khu vực này rất là dễ kinh doanh và buôn bán, rất là phù hợp với anh chị nào đang tìm cho mình một căn nhà có thể là vừa ở vừa kinh doanh được. Và anh chị nào mà quan tâm đến căn nhà này thì có thể là liên hệ trực tiếp em Trương để trao đổi trực tiếp chủ.